Sau đây cho em xin giới thiệu hai cái tem dán cho ổ cắm công tắc thông minh. Đấy. Thì khi mà mình muốn trên này nó không có ký hiệu gì ấy. Mình muốn ký hiệu cái này là bình nóng lạnh chẳng hạn hoặc là đèn chẳng hạn. Đèn nhà vệ sinh chẳng hạn. Mình bóc ra này. Mình dán vào. Dán ngang với ổ cắm nằm ngang thì mình dán ngang. Ổ cắm nằm dọc thì dán dọc, vệ sinh đi xong rồi dán vào. Đấy thì nó sẽ ra như thế này. Mình biết được cái đèn này là đèn có toilet hay là có gì. Đấy dán ngang này hoặc là dán dọc đều được. Mặt trắng thì mình chọn ổ cắm đen, miếng dán đen, còn mặt đen thì mình chọn miếng dán trắng, hoặc là mặt màu thì cứ chọn miếng dán trắng.